Dạ, xin chào quý vị khán giả và bà con cô bác. Hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và bà con cô bác loại giống cây mới bên vựa của Tâm, đó là cẩm lai. Dạ, hổm rồi thì mình giới thiệu sưa đỏ rồi, hôm nay mình quyết định là mình sẽ giới thiệu thêm cẩm lai nha quý vị khán giả. Cây sưa đỏ clip, những cái clip giống sưa đỏ thì ở trên kênh YouTube của mình thì nhiều, nhưng mà cẩm lai thì ít. Nhưng mà cũng muốn chia sẻ thông tin cho quý khán giả là bên vựa Tâm mà có cung cấp thêm cây cẩm lai để bà con biết là bà con có mua thì mua. Dạ, đây là cây cẩm lai nha quý khán giả. Đó, nhìn lá nó giống cây trùm ruột nha quý khán giả. Nhưng mà lại cây cẩm lai. Ở hổm này là dạo này là dịch nhiều quá thì bà con nhớ gìn sức khỏe nha, Tâm cũng ở nhà không có đi đâu hết trơn. Dạ đây. Đó, đây là cây cẩm lai. Dạ, chiều cao nó tầm cỡ 5-6 tấc. 4-5 tấc, 5-6 tấc nha quý khán giả và cô bác. Đó. Cây này thì là nó thuộc nhóm gỗ quý. Mình bán cũng rất là giá trị. Dạ, giá trị hơn cây sưa đỏ luôn quý khán giả. Nên là cái cây này nó mắc hơn cây sưa đỏ một xíu nha quý khán giả. Dạ. Đây Tâm đã lấy được 3 cây mẫu để cho bà con cô bác xem. Đây 3 cây mẫu. Đó. Rất là đẹp nha quý khán giả. Đằng sau của Tâm là sưa, phía trước cũng có sưa để sưa nữa. Sưa rồi bông giấy rồi đàn hương. Dạ. Phía sau là có lộc vừng nè, rồi gõ đỏ, rồi dán hương, rồi cẩm lai. Đó, đây cẩm lai của mình. Dạ thì cũng xin giới thiệu với quý khán giả và cô bác thêm về cái cẩm lai này. Thì cái cây cẩm lai này thì còn có tên gọi là cây chắc lai. Dạ, cái cây này là thuộc họ đậu, cũng giống như cái sưa đỏ. Cây sưa đỏ của mình là cái cây này cũng thuộc họ đậu luôn. Dạ, cái cây cẩm lai này thì nó tìm thấy ở Lào nè, ở Việt Nam nè, ở Campuchia nè, Thái Lan nè. Đó, màu của nó thì như là quý vị khán giả và con cô bác thấy nè, có màu lam nè, ha, màu xanh xanh nhạt nhạt nè. Đó, trên thì cái đòn nó có màu đỏ. Đó, quý vị và con bác thấy không? Đó, thân thì như thế này. Đó, bên này tôi cung cấp cây giống. Cái cây nếu mà bà con mà muốn biết rõ thông tin hơn hoặc là giá trị của nó thì mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thử. Dạ, cái cây này giá trị rất là khủng khiếp, khủng hơn cái cây sưa đỏ thường thường của mình luôn. Dạ đây. Dạ theo thông tin trên mạng thì cái cây này đó thì cái thân nó mình trồng không bao giờ bị nứt. Ở như mấy cây khác thì gỗ khác thì bà con cô bác có thể trồng là thấy nó bị nứt, nhưng mà cây này là không bao giờ bị nứt nha. Dạ khi mà cái cây cẩm lai của mình nó trưởng thành á là có thể đạt chiều cao là từ 20 cho đến 25 m. Rồi đường kính á từ 40 đến 60 cm nha bà con. Rồi có bà con hỏi anh Tâm á thì cẩm lai có hoa không? Thì cẩm lai nó có hoa. Dạ, mai mốt nó lớn nó sẽ mọc ở đầu cành. Còn quả của nó là quả nó hình dẹt, nó chứa hạt ở bên trong. Là mỗi một quả nó chỉ có một hạt thôi. Ít khi hiếm thấy mỗi mà cây hoặc mỗi quả mà nó có hai hạt lắm. À, cái cây cẩm lai của mình quý đó là cái lỗi của nó. Dạ, cái lỗi nó có thì nó màu đỏ nha bà con cô bác. Cái lỗi thì rất là đẹp, nó rất là giá trị. Nó đẹp nên là nó giá trị như thế. Là khi bà con trồng này thì sau này sẽ bán tiền rất là nhiều. Đó, cho nên là bà con hiện tại thì có thể là mua về trồng. Bên Tâm thì sẽ cung cấp bao ship cho bà con luôn. À, đó. Ngoài ra thì gỗ của cây này thì nó còn có một cái hương thơm rất là dễ chịu. Còn khi bà con mua về thì cách trồng thì rất là đơn giản thôi. Ở đây là Tâm có để cái bầu sẵn cho bà con. Hang bầu thì rất là chắc chắn. Đó, bà con không có sợ. Nhưng mình vận chuyển thì cũng rất là chắc chắn, rất là an toàn nữa, đúng không? Cho Tâm sẽ đóng hùng như giấy như vậy nè. Đó, cho bà con để vận chuyển. Đó, cái hùng này ở đằng trước nó có cái thương hiệu gì á, nhưng mà mình để mượn cái thùng để mình để cây thôi nha, chứ không có nhầm quýt quảng cáo. A lên ba khỏe, tốt cho cơ xương khớp. Ồ, dạ. Như cái này là cái hộp giấy á ta, hộp giấy hương vani. Mình để cho nó đẹp thôi như vậy. Dạ. Thì bà con trồng thì rất đơn giản, chỉ cần mở cái này ra thôi. Mở này ra mình đào cái hố mà nó bằng nó thôi, rồi mình để xuống mình trồng, mình tưới nước, mình chăm sóc đơn giản. Có bón phân thì bón phân kích thích ra rễ thì cũng ok. Đó. Cái cây này thì mình trồng mình chú ý là mình không có nên trồng gần những nguồn nước ô nhiễm. Còn vấn đề chăm sóc tiếp theo là tưới nước. Thì mình cứ đừng có cho nó bị khô héo. Mình cứ thấy nó khô thì mình tưới nó. Thì cũng đừng để cho nó ngập úng nữa, ngập úng thì nó cũng chết luôn. Dạ, mình cứ chăm sóc, mình thấy nó khô thì mình tưới là ok nhất. Dạ, nói chung tóm lại thì cái cẩm lai của mình thì mình có thể đóng bằng ghế nè, làm đồ trang sức nè, nói chung rất là đẹp. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đây là chúng mình giới thiệu lại là cẩm lai. Đó, mình tầm lấy 3 cây để mình làm cho bà con xem. Đó.
Dạ cảm ơn bà con rất là nhiều. Ngoài sữa đỏ thì Tâm cũng bán cẩm lai. Ngoài cẩm lai thì có lộc vừng, rồi gián hương, rồi gõ đỏ, đàn hương đó, rồi bông giấy nữa, rồi mai nữa. Sau này sẽ quay tiếp để giới thiệu cho bà con nhiều loại cây khác. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Nếu mọi người có mua thì liên hệ, có thể là gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo. Những cái số điện thoại Tâm để trên màn hình hoặc là Tâm để trên phần mô tả hoặc là tiêu đề á, mọi người cứ bấm vào đó rồi mọi người gọi liên hệ trực tiếp hoặc là bấm kết bạn Zalo, Tâm sẽ tư vấn cho mọi người. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Chào tạm biệt mọi người.